con chó này hả? Đang vui thì đứt dây đàn, con chó khốn nạn sủa càn đêm nay. Mày mà không câm mồm nữa nhá, tao treo củ riêng vào cổ mày. Vẫn còn cố à? Mày, con chó, mày im ngay. Úi dồi ôi, đồ con chó, mãi mãi mày vẫn chỉ là con chó thôi. Mày con vẫn sủa à? Mày vẫn cố tình sủa à? Mày sủa không? Mày sủa. Mày... Ái da! Cái gì đấy bác ơi? Thằng Trung Số à? Mày lại cho ông ăn quả huống à? Mày... Tao sẽ giết mày! Ôi giời ơi! Đúng là đồ con chó! Cho nên máu lên não rất kém! Mãi mới thấy oẳng! Ôi giời ơi, bình quý của ta ơi, bình quý, ôi giời ơi, tí nó rơi nha. Ôi thôi, bây giờ ông cũng mệt rồi, mày vào mình ngủ với ông nốt đêm nay nhá. Mai ấy là việc hệ trọng đấy, mày sẽ sang nhà cô Hến nhá. Nào vào đây với ông nha. Ui trời ơi. Ui trời. Ui trời ơi. Ốc ơi, thời cơ đến rồi, ốc ơi. Ốc, dậy đi, dậy. Dậy, ngáy như lợn đấy, dậy. Ui, cái gì đấy bác? Dậy, dậy. À, tao xuống. Đỡ tao xuống. Này. Thằng Chùm Xò nó ngủ say rồi. Đây là thời cơ đến rồi. Tao với mày vào khoáng hết của mấy tiền nhà lão ấy thôi. Mày bẻ cho tao cái gậy. Em đã chuẩn bị sẵn rồi đây này. Nào, mày cõng tao lên.
Cái chiếu này á. À? Úi dồi ôi. Cái chiếu này, ôi dồi. Bóng mà đẹp quá bác ơi. Ôi dồi. Mày ngu thế. Chiếu trúc 688 ở Cao Bằng đấy. Cái này làm từ cây trúc nguyên cẩn ở rừng núi Cao Bằng. Này, dùng cái này nhá, không có hóa chất mà bền lắm rồi ạ. Ôi dồi. Bác cũng quả là tinh tường. Cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Dạ. Lấy được cái bình nhá, tao mà có tiền, tao cưới được vợ, tao sẽ tặng mày đôi chiếu trúc 688 Cao Bằng. Cái thứ nhất. Bác ơi, chiếu này nó đẹp, đẹp 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 đẹp. Thơm. Này, dùng phải được trên 20 năm bác nhỉ. Biết rồi, cái này bền lắm. Mày ơi, mày để nó đè tao à, kẹt mẹ nó cổ rồi. À thôi. Nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Nhắc nhẹ ra. Sao mày còn gửi chân nữa. Thằng này chân thối quá bác ạ. Ôi bác ơi, chân thằng Trùm So là nổi tiếng thối khắp vùng bác ạ. Mày ngu, tao ngửi hơi giống mùi cơm nếp. Ông ơi, cái bình này trị giá bao nhiêu tiền đây? Thằng Trùm So đáng đời mà nha. Ông ơi, thế là tao sắp lấy được vợ rồi. Ôi, hiến yêu quý của anh, niềm thương nỗi nhớ của anh. Ôi trời ơi, anh lúc nào cũng mơ thấy hiến. Khi này anh cưới được hiến rồi, hiến ơi. Bác ơi, thằng Trùm So chắc nó phải uất lắm đấy kìa. Thằng Trùm So à, nó mà biết nó bớt cái bình nhá, chắc là sáng mai nó lao đầu xuống ao nó chết nổi đó. Mà nó tuổi gì nhỉ? Nó tuổi Tuất bác ạ. Đấy là tao hỏi ví von thế thôi. Chứ tao cần đếch thì biết tuổi của nó. Ông đến trả thù được mày, nó nói rồi. Ông không trả thù được mày, đời là con kiến. Này, cái chỗ này cũng là chỗ mà nó chặn của người khác.
đâu rồi? Rồi ơi, quần áo giặt xong thì vứt một đống. Úi rồi ôi, đấy, rơi rồi. Vứt một đống một lũ ra đây, không chịu phơi, để chị mày phải giặt, phải phơi. Úi rồi ôi. Miu miu. Miu! Gì? Úi rồi ôi, con gái con đứa, mần như mần chốc. Này, nhanh cái tay lên. Mày cứ tắm như thế rồi nửa đêm rồi cảm chết đi em ạ. Chú theo anh. Đây mới là món béo bở đây. Béo bở ạ? Ừ. Thế thì em sẽ theo bác ạ. Mày khôn dần ra rồi đấy. Theo bác. Trời ơi, nhanh lên. Chị còn phải đi ngủ sớm, biết chưa? Ừ, biết rồi. Biết rồi mà mân tư, chập tối đến giờ. Này, nhanh lên. Chị em mình còn phải đi ngủ. Để sáng mai, còn phải đợi người ta đến cầu hôn, nhớ chưa? Đợi hoàng tử đến cầu hôn. Hến ơi, anh là soái ca của đời em đây, Hến ơi. Cái gì? Bác bé bé cái mồm thôi, nhớ bị phát hiện ra. Bác có biết thì Hến là cao thủ võ lâm không? Đi luôn đấy. Mày, Hến là niềm thương nỗi nhớ của tao. Tao mà không lấy được Hến, đời tao coi như tịch luôn. Úi dồi ôi. Úi chà chà. Hình như có một đôi nam thanh nữ tú, chúng nó đang tả te tú tí với nhau. Ôi trời chết, không phải nam thanh nam tú. Ôi sao hai thằng nó lại đi một cặp? Chúng nó làm gì mà cứ nhấp nhô? Nghe có vẻ thở cũng hồn ha hồn hển. Bọn này, úi dồi ôi, cả ngày không được cái việc gì, cứ bực kích cả mình và cuối cùng lại nhìn thấy cái cảnh kia. Chúng mày nhá, bà sẽ cho chúng mày chết. Chúng mày đến đây tỏ te tú tí à, hai cái thằng kia. Úi dồi ôi, bà chuẩn bị sẵn rồi. Chúng mày chuẩn bị tinh thần để bà cho chúng mày chết nhá. Bà sẽ cho chúng mày chết. Chúng mày chết với bà. Bà cho chúng mày chết. Để hai thằng chúng mày chết với bà. Úi giời ơi. Chết
Bác ơi, em thấy cứ lo lo sợ sợ thế nào, hay là em cả bác đi về đi, em chỉ bác đấy. Mày lo gì, có mà lo bò trắng răng, cứ đi theo tao vào nhà hến xem có gì không, mình chôm luôn. Chôm luôn. Đi theo tao. Đấp cái người xuống, người như con trâu mộng. Người gì mà nuột. Mày đứng ngoài này. Tao xem có đồ gì không, để con khoáng. Nhưng còn cái bình này để đâu? Úi giời, cứ để ngoài này, ai lấy đâu mà sợ, ngu đi. Đúng là carazin có khác. Màu đỏ này là dành cho mọi loại tóc có gầu. Màu xanh là dành cho tóc có gầu và bài tiết nhiều gầu. Đúng là carazin. Mềm ơi là mềm, mượt ơi là mượt. Thơm quá, thích quá. Bà Kheo. Cái gì? Mùi gì mà thơm thế hả bác? Anh không biết à? Không. Ôi giời ơi, mùi dầu gội đầu. Carazin. Thơm không? Thảo nào thơm thế, carazin có khác. Việc của mày đứng ngoài kia, canh chừng cho tao. Việc này để tao, lắm là việc của mày. Trẻ con biết gì, chắc chứ. Bác Nghe ơi, bác Nghe. Cái gì nữa, lấy được cái gì chưa? Trời ơi, nó bảo từ từ. Như nó đứng ngoài kia muỗi đốt nhiều lắm. Bay ra ngoài đấy canh chừng cho tao. Đứng lên. Nhưng này, bác cẩn thận đấy nhá. Bác và em mà bị phát hiện đấy, là coi như là ký vào sổ tử đấy. Canh chừng cho tao nhá. Đi lên kia. Đây mới là lúc cao trào đấy này. Không sao, mỗi lần nghe âm thanh này giận hết cả người. Không sao, cái thằng đó. Ôi dồi ôi. Ái bên này này. Ôi đau quá. Ôi, đi. Ôi, đi.
xong rồi. Ôi trời ơi, đồng à. Ôi trời ơi, chúng mày ngu chưa? Chúng mày tưởng chơi được à? Hả? Hả? Hai cái thằng mất dạy. Úi giời ơi, bà tưởng chúng mày ra đấy tỏ te tú tí với nhau nhá. Hóa ra là chúng mày lại dòm trộm con gái nhà lành tắm. Úi giời ơi, mà không biết đây là lần đầu hay là lần thứ mấy rồi chúng mày dòm. Nó nhìn thấy thân thể mình chẳng. Cái loại này ấy, là bà phải cho chúng mày thật lên cổ. Hai cái thằng điên này. Chúng mày. Úi giời ơi. Ôi trời ơi, ôi bác có làm sao không bác? Mày có nói làm sao à? Tịt đẻ là cái chắc rồi. Ôi trời ơi, đời tao thế là hết đẻ rồi. Ôi trời. Thế mà cũng may đấy. Chị em nó mà phát hiện ra là không biết là mặt chui vào đâu. Mày quá bác à. Ông ơi. Dạ. Ốc. Dạ. Khoảng này. Dạ. Thế. Cái bình mày để đâu à? Cái bình ạ? Ừ. Cái bình. Ôi giời. Đâu rồi? Bác ơi. Em để quên trong kia rồi. Ôi giời. Thằng đời rồi. Thế thì làm sao tao lấy được vợ? Thế mà làm sao mày cũng lấy được vợ nữa? Thôi thế là toi công rồi. Ôi giời ơi, mày ngu lắm. Thế bây giờ phải làm thế nào ạ? Không biết, mày đừng ngó mà xem có còn đúng nào. Nó rình con đầy tắm à? Mày. À, cái bình à? Bình này định đến đây để làm gì hả? Bà cho chúng mày chết! Mỗi lần nghe tới âm thanh này là mình thoát hết cả tim. Tim cái đầu mày ấy. Á bên này đây. Úi dồi ôi. Sao đầu bác lại thành cái bình cổ là thế nào hả bác nghêu? Đỡ tao giận cái. Úi dồi. Toáng quá. Úi dồi. Ông ơi. Có khi tao với mày phải từ bỏ ngay cái ý định đi ăn cắp thôi. Vâng. Mới lấy được cái bình này mà hết dép nó phạng vào mặt. Cả cái bình nó úp lên đầu đây. Thôi chắc là bỏ ngay cái nghề ăn cắp thôi mày. Thôi bác ơi. Bác cũng đừng tiếc cái bình này làm gì nữa. Dù gì đây cũng là đồ ăn trộm ăn cắp. Thôi bây giờ ý em như thế này. Thế nào? Bác với cả em về nhà bắt đầu từ nay làm ăn lương thiện nhá. Không ăn trộm ăn cắp nữa nhá. Ừ thì làm ăn lương thiện kiểu gì chả hơn nhỉ. Về. Thôi đằng nào nó cũng phí. Cái chỗ kia không lấy được. Thôi tao cầm một chỗ này về làm kỷ niệm. Rồi về. Trộm rồi. Ôi trời ơi, cái bình cổ của tôi. Trời ơi, báu vật của tôi. Bớ người ta trộm. Ôi trời ơi. Đứng lại. Mà có nhìn thấy cái bình cổ của tao đâu không? Hả? Mà có dấu ở trong thúng này không? Đưa xem nào. Đi. À, con này dám bảo mình là dở hơi. Úi dồi ôi, cái gì thế này? Úi dồi ôi, đây rồi, bình cổ của tôi đây rồi. Đứa nào nó dám ném bình cổ thế này rồi. Hy vọng một ngày đẹp trời sẽ có nhiều giai đến đây. Hình như có dai. Ôi dồi ôi, mấy thằng chim lợn. Mình cũng hoang hoang thế này.
Mình cứ thô lỗ thế này thì làm gì có trai đẹp nó đến chứ. Nhưng mà mấy cái thằng kia, mấy cái thằng chim lợn kia mới sáng sớm ra mà đến đấy ám quẻ à. Úi dồi ôi, chúng nó mà cứ đứng đấy thì trai đẹp sẽ đi mất. Đuổi hết. Này, này, lại có chuyện gì đấy? Ôi trời ơi, Hên ơi, đợi em với. Phải học Hên tí đi cho nó văn học nè. Cái bình cỏ của tôi. Chán đời mày chưa? Trung Gio. Hả? Hóa ra cái bình này là của nhà ông à? Ừ, định mang sang làm lễ vật hỏi nàng đấy. Úi giời ơi, bà Hạnh đừng mặt nha. Ôi giời ơi. Mi ơi, mẹ ơi. Ôi giời ơi. Hôm qua nó từ trường lên tắm. Này quá bất hợp lý. Đáng nhẽ cái chỗ này thiết kế mấy cái bậc lên xuống có phải dễ dàng không? Đúng là khoai tây chả biết cái gì. Ai này, em xin phép có ý kiến này này. Anh nghĩ thế nào mà anh lại thiết kế một cái bậc lên xuống nó quá bất hợp lý? Đáng nhẽ như chỗ này anh thiết kế một con dốc nó thoai thoải để người đi người lại người ta mê mải sảng khoái. Ừ. Ý anh làm này quá bất hợp lý, đúng là người ta cứ bao la bắt nát nào. Thế anh định đi đâu đấy? Tôi có việc, tôi đi họp bây giờ. Ôi chết, chết. Bác mà đi rồi thì hàng họ em mới chở đi đâu? Hàng họ thì đã có thủ kho người ta lo, chứ cậu lo cái chó gì. Dạ. Thế có địa chỉ hết hả? Ok bác. Có hết rồi, cậu vào đi. Vâng ạ. Mà này, cái cậu này, dạ. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Vâng. Các cụ xưa đã nói, vâng. Người đẹp vì lụa, lợn béo vì thuốc tăng trọng. Cậu bây giờ là đối ngoại của tôi mà cậu ăn mặc lôi thôi như thằng xe ôm. Ôi thì vốn dĩ em là dân xe ôm mà. Xe ôm thời mở cửa, nhất là cậu. Xe ôm ba bánh là phải khác. Xe ôm VIP ạ. VIP chứ còn gì nữa. Khổ, em đã quán triệt lời dặn của anh từ lâu rồi, nhưng cái gì muốn thay đổi thì nó phải có lộ trình. Ê, dần dần chứ. Đây em có ngay rồi. Đấy, đây là giai đoạn 1 của em. Chỉ cần em cho một phát giai đoạn 1 vào là nó tôn bao nhiêu chân kính không? Tiến tới là em phấn đấu để đi đến giai đoạn 2. Đó là cái này. Phần giai đoạn 3 của em là em xử lý cái này. Cái cậu này. Lúc đấy nó thành bộ com lê rồi. Mà có bộ com lê vào có khi em lại oai bằng quát ấy. Mà công bằng nói có khi lại có tí hơn. Này cậu này. Về cái vấn đề xiêm y thì là em xin rút kinh nghiệm. Thế tiện đây em giao 200 triệu của năm cái đại lý hôm qua. Tiền bạc thì cậu vào làm việc với kế toán. Lại trên trán bác hằn chữ tiền to tướng. Thế mà tại sao lại không liên quan gì đến tiền? Cái cậu này. Mà này, tôi nói cho cậu biết nhé. Vâng. Tiền bạc nó cũng giống như là người con gái. Vâng. Tiền ít là gái xấu, mà tiền nhiều là gái đẹp. Quá đúng. Mà gái đẹp như thế này, cậu để hớ như thế, cậu không sợ thằng khác nó sợ một cái là mất tỏi? Bác, em tha không khập của chúng nó thì thôi. Đố tao làm khập của em.
Các cụ đã nói rồi, đồng tiền nó đi liền với con ruột, mà người đẹp này em luôn kẹp vào đùi. Tiền thì bác đi yên tâm, em sang ra lâm cũng bắt đầu bị mất đâu. Có cả rồi. Em không dạy như bác nghĩ đâu, bác yên tâm. Ôi giời. Biết giữ người đẹp thế là tốt. Vâng ạ. Thôi được rồi, bây giờ anh phải đi đã. Dạ vâng ạ. Ai đây cậu Thắng? Ra đây tôi bảo. Thủ trưởng gọi em có việc gì ạ? Cậu tháo cái vỏ ấy ra. À vâng ạ, thôi rồi, cho tháo luôn ạ. Xong luôn ạ. Giai đoạn 2 của cậu đây. Vâng ạ. Dạ, tốt quá, vâng, có cái này tốt lên rất nhiều chân kính ấy. Dạ vâng ạ. Trên gác anh có đôi giày đấy. Dạ thế ạ. Nên lấy mà đi. Ui dồi, em cảm ơn thủ trưởng rất nhiều. Và đẹp tốt. Thôi, anh đi nhá. Vâng ạ. Úi dồi. Cái thằng Tây ấy, nó thiết kế cái cánh cửa này là rất bất hợp lý. Sao nó không làm thò lên thụt xuống, có phải là tiện lợi cho người ta không? Đúng là Tây cứ ngây ngây chả biết cái gì cả. Thôi anh đi đây. Vâng ạ. Rất bất hợp lý đấy. Ôi chết rồi. Ôi, anh ơi, nhớ giữ cho em cái áo nhá. Úi dồi ôi. Hello, chào em. Chào em. Không chuyện gì. Này em đợi người nhà. Không, xe ôm. Ô, anh chính là xe ôm đấy. Ừ, xe ôm VIP. Em xem đấy, xe ôm của người ta có 2 bánh, của anh có 3 bánh mà. Ừ, mà xe của anh chở đủ các loại châu chó lợn gà, chở hết. Thế cô em về đâu? Anh ơi. Hả? Để cho em về thôn Namaji. À, xóm Xỉ Dầu. Xá Nước Mắm, huyện Tương Ớt nhá. Tương Ớt à? Tương Ớt phát luôn. Này, mới gặp thì cứ tưởng là ai. Nhìn kỹ mới biết là gái quê dịu dàng. Lên xe anh trở về làng không bảo anh này phú phàng với em. Cảm ơn anh đã giúp em. Lòng này xin nhớ nguyện đeo suốt đời. Cô em thật là tuyệt vời, thôi không nói nữa, xin mời lên xe. Em không có tiền đâu nhá. Ô, xe miễn phí, chở châu có lợn gà có bao giờ lấy bọn nó đâu. Lên xe, lên xe. Lên chưa? Lên rồi anh ạ. À, lên rồi à? Ờ, lên là tốt rồi. Anh ơi, hả? Anh nhớ đi cẩn thận nhá. Yên tâm, ngã là cái chắc. À, ngã biết ngay, đội cái này vào. Cô đập đầu xuống đường thì không sao đâu, nhá. Ngồi yên. Hola.
con này nó rơi ở đâu nhỉ? Tôi chết rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vẫn đủ chứng tỏ con này nó là người tốt. Tôi chết rồi. Khổ quá, em nhảy xuống lúc nào mà em chả nói với em một câu. Ô hay, cứ tưởng mất rồi. Em cứ nhảy xuống đâu, anh tự đánh rơi em ấy chứ. Ồ thế à? Thôi, mà em chả đi xe của anh nữa. Ồ sao lại thế? Thôi, thôi thế này nhá. Đây, đây, đây. Bây giờ, em ngồi lên đây. Đây á? Ừ. À, đúng không? Ngồi lên, ngồi lên. Đấy. Rồi. Thế này em, có mà rơi vào mắt. Thế này em ạ, anh thì đi giao hàng rất bận, nhưng mà gặp em rồi rất mến em, anh có nhã ý là muốn mời em đi ăn, có được không? Ô anh ơi. Nhưng mà em mới quen anh mà. Ui gì thì trước lạ sau quen, dần dần mình món men sớm tối đúng không? Nghe có phải hợp lý quá hợp lý hơn gì nữa. Nào ta đi. Đi đi anh chưa đi đi. Thoải mái ăn uống cứ bị nó đi. Sống hưởng thụ vui quá. Nhìn ui gì đây anh ơi. Sao tự nhiên em chả thấy đó tí nào cả? Này em nói cái gì đấy? Vừa nãy ngoài kia bảo có đi ăn không thì đồng ý, mà vào đây lại dở mặt nhanh thế hả? Không nói phải nói ôi, sống là có niềm tin một cuộc sống chứ hả? Làm người là phải biết đói. Người ta chở đi khắp nơi rồi, người ta nhiệt tình như thế, có nhã ý mời vào để ăn, tự nhiên dở mặt. Tiền người ta đang nhiều, người ta không biết tiêu vào việc gì. Riêng hôm nay nhá, không ăn hết cái chỗ tiền này nhá, không cho về. Thôi được rồi, được rồi. Anh nói xong tự dưng em thấy đói luôn đây này. Thì vào ăn nhá. Phải nhìn tiền mà đói chứ. Sống không hiểu một cái gì cả. Ngồi, 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 ngồi chỗ đấy. Đấy. Mời anh chị chọn món. À, rồi, rồi, rồi. Bây giờ là em thích món gì nhỉ? Anh ơi. Hả? Bây giờ em thấy món gì cũng ngon hết. Món gì cũng ngon hết à? Hả? Thế thì cho anh đĩa châu luộc cả con nhé. Ô hả? Anh gọi cứ như phong cách đại gia ấy nhỉ. Ô thế anh không lại là đại gia thì là cái gì? Anh là đại gia à? Ô không tin hỏi mấy đứa này xem. Này đúng, anh là đại gia đúng không? Đúng không? Hả? Đúng không? Đúng không em? Nói đi. Hả? Cứ mạnh dạn trả lời. Cứ mạnh dạn trả lời. Đúng dạ, không? Đúng dạ, không? Dạ vâng ạ. À, đấy tí cho tiền đi. Tin chưa? Nhưng mà anh ơi, gọi châu cả con như thế, lỡ không ăn hết thì làm sao? Thì không ăn hết thì mang về cho bố mẹ em ăn. Bố mẹ em không ăn hết thì cho hàng xóm ăn. Mà hàng xóm không ăn hết thì cho chó nó ăn. Phải tiết kiệm triệt để chứ. Nào nào, thế thế, kể trước đi, nhá. Mà nhớ anh dặn là châu luộc là phải xào thật kỹ, nghe rõ chưa? Nhá. Thôi, kể trước đi. Đấy. Đã ăn uống phải đàng hoàng, đúng không? Anh vui tính thật đấy. Mà từ nãy đến giờ mày nói chuyện quên chưa hỏi tên anh là gì? Tên anh hả? Tên anh là Thiếu Sông Thừa. Nghề chính là bán nước dừa chợ hôm. Người yêu anh bán bia hôm, à bán chôm chôm. Vừa rồi bị đánh ăn trộm tiền. Ở quê nó rất là hiền, dính vào đồng tiền là hư hỏng toàn thân. Anh nói nó cứ chân chân, điên quá ném cả cái cân vào người. Thế mà nó vẫn cứ cười bỏ nhà đi đúng được 10 hôm nay. Anh buồn uống rượu cả ngày. Mấy thằng bạn anh nó bảo thằng ngô này sướng ghê. Thế để cho không khí thêm về thì mời em đi ăn thịt lợn xè cho nó vui nha. Ôi anh ơi, em chẳng thích ăn thịt lợn xè đâu. Ừ, thế thì ta chuyển về lợn nái. Đấy đấy, em thích nhất là ăn cái món đấy đấy. Thích nhất là? Được. Tiếp viên đâu? Tiếp tế đâu? Nhân viên đâu? Ồ, hai cái con vừa gác ở đây, nó tên là gì nhỉ? Anh hỏi em biết hỏi ai? Ồ, hai đỏ đâu? Hai em đỏ ơi. Vào nhà cái, vào nhà cái. Anh ơi, thì có việc gì ở đây? Hai em cho anh đĩa thịt đợt ấy, tái cầu.
Nhưng mà anh ơi, nhà em ấy mổ trâu rồi ạ. Hả? Mổ trâu rồi hả? Được. Nhớ dặn ông đồ tể là oánh cho anh 2 chậu tiết canh trâu. Mà chúng anh có ăn tiết canh trâu không? Anh trâu đã luôn. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Thế chuyển trâu, chuyển trâu lên. Dạ vâng ạ. Anh ơi, thế em hỏi thật anh nhá, anh có ý định tìm lại con người? Con gần cái bắt con gần cho đi kể ra chuyện cũng buồn anh nhỉ. Đồng tiền nó liền không luôn, buồn làm gì, chuyện yêu đương dĩ vãng, chuyện xưa cũ cho thời theo ngày tháng, không khỏe buồn làm gì. Nhưng mà em nghe chứ câu chuyện của anh sao em cứ thấy thương thương anh thế nào ấy. Ô thương à? Thương thật à? Ôi dồi, anh tưởng là anh chỉ có anh mới thương em, thế mà em cũng thương anh. Thế là hai đứa thương nhau à? Ôi dồi ôi, thương cái. Ôi ôi. Thôi thế này nhá. Bây giờ cơm no rượu say. Đi 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 nhá. Thương thật, thương thật. Thế này em ạ. Các cụ đã nói rồi. Sau khi ngồi chán ở mâm, bây giờ ta sẽ tự đâm vào nhà. Ôi tôi chết. Anh say rồi. Say là say thế nào? Không say sao lại đâm vào nhà? Nhà có chứ nghỉ. Mà anh ơi, em và anh mới quen nhau, tại sao lại xảy ra mau thế à? Sau này ta chung một nhà, em mà từ chối khéo làm mất vui. Ừ, vậy. Đi đi. Hàng lâu về thế nhỉ? Thật đấy. Bây giờ tôi hỏi hai ông nhé, trên đời này công thích nhất cái gì? Ông, tôi cái gái đẹp. Thế còn ông? Tôi khoái phụ nữ thôi. Ôi trời, các ông toàn thích những cái tầm thường. Tôi thì tôi chỉ thích mỗi tiền đấy. Tiền thì ai mà chẳng thích. Anh thích. Thế nhưng mà tôi nói thật nhé, trên đời không hiểu sao nhé, mẹ mù không sợ, què không sợ, dở hơi không sợ, tôi sợ mỗi thằng lắm tiền. Mà nghe nói là cái thằng này lắm tiền lắm, tình báo báo về là nó có 200 triệu. Ôi, với cả một xe nước mắm nữa. Nắm tiền ra phải thịt thôi. Thịt thì đương nhiên rồi. Nào. Anh ơi, hàng về, hàng về, hàng về. Hàng về, hàng về. Đây rồi, đây rồi. Dừng. Dừng đi. Em ơi, tự dưng anh mót quá. Mót hả? Đi luôn ra đây, ban cát mình mông luôn. Đi luôn. Nhưng mà đây hoang vu lắm, em sợ. Hay là thế này, anh đi cùng em nhé. Đi cùng em. Đi đi á. Chiều người đẹp luôn. Đi xuống thôi.
Ui ôi. Thằng chó này. Ai cho mày dám chim chuột vợ bố mày? Vợ anh là ai? Vợ anh là ai? Vợ tao là con này. Con này nó là người yêu tôi. Ui vợ anh. Ui vợ anh. Ui nó là vợ anh. Ai cho mày chim chuột vợ tao? Ai cho mày dám đưa vợ tao vào nhà nghỉ để mày chim chuột? Tôi đã làm gì đâu? Cái á? Mày cái á? Đã làm gì cơ? Tôi nó chửi bóc ra thức tôi gói lại luôn mà. Có đúng không? Đúng không? Thằng chó này, mày có muốn chết không? Em không, em xin anh, em xin chị. Bây giờ mày có 3 điều ước. Vâng. Điều thứ nhất là 50-50. Điều thứ hai là gọi cho người thân. Điều thứ ba là hỏi ý kiến các anh ở đây. Thế cụ thể nào anh? Cụ thể là điều thứ nhất là tao cắt hai tay và cắt cái kia. Điều thứ hai tao chặt hai chân và chặt cả hai tay. Điều thứ ba là mày cởi ngay bộ quần áo ra. Thế thì em xin chọn phương án 3. Thực hiện luôn. Mất giờ đợt 1. Nhanh lên. Ôi các bác đàn ông ơi, các bác nam giới ơi, ra đường bây giờ là phải cẩn thận, chúng nó lừa kinh lắm.